Cả các bạn, hôm nay giới thiệu các sản phẩm đó chính là máy chia nhân bánh trung thu. Cái mẫu máy chia bánh nhân trung thu này thì đây là nhân thập cẩm này, gồm có lạc này, mứt bí này, rau này, rau chanh này, rất là dẻo này, dính này. Ha, mình sẽ chạy thử cho các bạn nhé. Đây là bật tốc độ xoắn này, đều để chỉnh nhanh chậm xoắn này, bật công tắc dao này. Đấy. Tắt chế độ dao này. Cái này là có lạc này, bên lạc gen mất 1 gram. 19 gram. 19 gram. 18, 19 gram. 18 gram. 20 gram. Cô hỏi mấy cháu khả năng chắc là không có đâu. Vô trong nhà 19 gram. Cô hẳn nó trong nhà không? 19 gram. 19 gram. 19 gram. 18 gram. Đấy nha. Còn một chế độ là chế độ đếm giây này. Ở đây ta cứ cắt này, 1.2 giây này. Đây là 1.3 giây này, ví dụ ta muốn điều chỉnh cắt dao nhanh hơn, lâu hơn, ví dụ cứ đến 1.3 giây là nó phải cắt. Ví dụ ta muốn lâu hơn ta để chế độ 2.3 giây là 2 giây 3 này. Đấy. Đấy, ví dụ ta giảm đây, ta muốn để 1 giây rưỡi này, ta tăng này lên này. Đấy. Nó sẽ tự động cắt. Đấy. Còn đây tăng giảm tốc độ xoắn này. Tăng xoắn, giảm xoắn. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0934482 0904432 để cho các sóng nhận trải 79 Phong, phường Ba Đình, quận Thanh Hóa.